Ok anh em, tiêu đề của video hôm nay mình sẽ làm một clip nói về những cái nội dung trong game nào mà mình không có thích. Nói ghét thì hơi quá nhưng mà bảo là không thích, thực sự là không muốn chơi á. Thì đầu tiên anh em thấy mình đang chơi Alliance Battle Normal. Cái này mình nghĩ thực sự là rất là chứ rất chán, ngày nào cũng phải chơi cái này rất là sida. Trong khi á, cái này quà thì loạt thà, mình nghĩ là anh em, các bạn anh em mà game á, gộp luôn vào trong cái Alliance Battle Extreme thì nó sẽ ổn áp hơn rất là nhiều. Tại vì chơi cái này hàng ngày rồi chơi hai lần liền nó rất là khó chịu, đúng không? Đó, đương nhiên là mình nói trước là đây là chỉ là ý kiến của mình thôi, và những cái nào mà việc chơi hay không ấy là do của mình. Đó, còn anh em nếu mà thấy đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì thôi. Tại vì mình thấy rất là nhiều người sẽ thích cái nội dung này, nhiều người như mình thì mình sẽ không thích. Tại vì cái này chơi vào đúng rất là dễ, cả người mới luôn vào cũng rất là dễ. Thì ví dụ mà cái này nếu mà nói là bảo cho người mới á, thì gộp vào cái kia xong còn khoảng 100.000 điểm đầu cho người mới, còn từ 100.000 điểm trở đi cho người chơi lâu rồi thì lúc đấy nó sẽ cân bằng hơn. Chứ còn mà chơi như này, quà này thì khá là ổn áp. Thực ra là cho 25 cái bio xong rồi mấy cái ít tiền vàng gold các thứ thì cũng ok, nhưng mà phải chơi như này hàng ngày rất là khó chịu, đúng không? Mình thì mình hàng ngày chơi này không thích chút nào cả. Đó là cái đầu tiên, là Alliance Battle Normal. Tiếp theo là gì? Đó chơi Alliance Battle Extreme. Anh em nào mà xem mình thì biết là mình không hề chơi cái này. Mình phải nói mình không thích cái một chút nào cả, tại vì mình sẽ nói sau, nhưng mà bây giờ mình chơi á. Đầu tiên ấy là vấn đề về quà của cái mode này. Mình sẽ chơi, mình dùng team này là team khủng nhất là mình có. Mình không có chơi nên mình sẽ không có điểm cao, mất hết cỡ được 700 triệu điểm. Mình xem mình được bao nhiêu điểm ở đây. Mình nghĩ khoảng 5 triệu là ổn áp rồi. Rồi. Đấy, quá rất là giá, nhìn này, 1 triệu điểm là được mốc chip à. Mình qua sử mất trận bị mốc rồi, nhưng mà hình như là khoảng đầu tiên là 100.000 đúng không? Xong rồi được vàng 300.000, được cái Extreme ISO Booster đúng không? Xong còn 600.000 điểm là được cái card. Ngày trước á, mình chơi á, mình chỉ cần nhắm đến 600.000 điểm là được cái card là được rồi. Mình còn đếch cần thêm cao hơn làm gì, tại vì có cái card là ngon rồi, còn qua phía sau rất là phế. Thì bây giờ khi mà ra cái hệ thống card crafting á, thì đến cả cái 600.000 đấy cũng không cần nữa, mà mình chỉ cần đến 300.000 điểm thôi, lấy cái booster là xong. Đấy, mà trong 300.000 đấy thì mình cầm thằng Mephisto này vào thừa sức luôn, đánh đúng một rotation xong mẹ rồi. Đó, nhìn điểm 1 triệu điểm này cho cái level 1 uniform XP chip thì nếu ai cần, đúng không? Đó, thì đấy là 1 triệu điểm này mình sẽ điên. 1 triệu rưỡi là cái Extreme Obelisk, cũng không phải Extreme mà là 5 đến 6 đến Obelisk thì gần như là cũng chả ai cần cả. Có đi tốt nhưng không có chả sao, tại vì cái đấy rất là dễ kiếm. Đi Diamond Submission kiếm cái đấy dễ ọt ra. Chả tội gì mà đi vào Diamond Submission đây, xong rồi lên đến 300.000 điểm lại được level 2 Uniform XP chip. Thực sự những cái đồ này rất là phế, và trừ những ai mà phải nâng rất là nhiều uniform á thì mới cần, chứ còn mình thì mình cá nhân mình là không bao giờ mình có động đến những cái đấy. Để 3 triệu điểm là rất là cao, nhất là ai mà mới chơi thì đương nhiên là cái việc mà kiếm 3 triệu điểm ấy là rất là khó khăn, đúng không? Xem cancel được cái đó, đằng sau cancel được rồi. Đấy, sau đó nữa mình sẽ đợi đợi Mephisto nó hồi lắm. Mọi người thì dùng cái này hay dùng cái ABX này là làm thước đo sức mạnh của nhân vật, nhưng mình thấy là nó không hề đúng một chút nào cả. Thì ví dụ như là khi mà cầm Nu vào đây chẳng hạn, Nu sẽ không có đủ cả 3 season, nó không đủ sạn, nó không có burn thì phải, đúng không? Nó có paralysis và đây 5 triệu vàng thì được 500.000 vàng thì khá là ổn, nhưng mà lên được 5 triệu điểm ấy rất là khó. Đấy. Cái về Nu thì không có burn cho nên là điểm nó sẽ thấp hơn nhiều thứ số thằng như kiểu là Loki. Mà mình ví dụ mà mang cái này làm ra thước đo thì chẳng lẽ lại bảo là Loki khỏe hơn Nu là như vậy, là ai mà chơi thì biết là cái đấy hoàn toàn là không đúng, đúng không? Đấy, thì việc mà so sánh cái này ra làm thước đo về sức mạnh của nhân vật đó thì mình thấy không hợp lý chút nào. Đương nhiên là cái này nó ảnh hưởng đến cả cái cách mình chơi nữa. Ví dụ phải chơi siêu, biết chơi một chút thì điểm nó mới cao, tại vì mình phải căn giờ, căn kiếp các thứ. Nhưng mà căn bản là cũng khá là bình thường, nó chả có gì nhiều quá. Đó, đây mình cứ vào mình spam skill này thôi là mình đã được 5 triệu điểm, gần 5 triệu điểm rồi.
đó, được 5 triệu điểm là được 500.000 vàng. 500.000 vàng là rất là ít luôn á. Sau đó 7 triệu điểm là maximum hết cỡ, là cuối cùng là được có 5 đến 6 sao Uru Chest. Thực sự quà như vậy là quá là tồi luôn, và mình nghĩ là không nên cố gắng quá để mà kiếm cái này làm cái mẹ gì cả. Đây là mình còn không thể mà phá cái ro luôn, kệ mẹ nó. Đấy, thế mình đó, đấy là lý do tại sao mình khả năng cao mình sẽ trả bao giờ mình cover, mình cũng không bao giờ nói về những cái nội dung như thế này trong cái clip của mình, tại vì nó chả có một cái gì hay ho hết ạ. Đương nhiên là rất là nhiều người sẽ bất đồng với mình, tại vì nhiều người rất, mình biết là rất là nhiều người chơi ABX và chơi rất là kiểu cạnh tranh luôn. Nhưng mà mình sẽ nói qua là rất đổi nhầm người. Đây, thế là mình được 5 triệu điểm, tổng cộng quà mình được cái gì? 5 triệu điểm là rất là phải dùng cả Mephisto nha. Quà này được có 900.000 vàng, cũng tạm tạm đi. Hai cái 5 sao Isolate, hai cái 6 sao này, một cái 6 sao này, một cái chest random. Một ít Uniform XP. Thực sự là rất là tồi với một cái game mode như này. Bây giờ mình sẽ mở những cái quà đấy của mình. Hai cái này xem ra cái gì. 5 sao này, 5 sao này. Mày có gì không? Không có gì cả. Cái việc 5 sao đấy á, đi vào đây á, ấn một nút là xong, không có gì hết, đúng không? Đó, còn tại sao mà cái điểm nữa mà mình không thích ở cái này ấy, đó là để mà được điểm cao á, phải tốn cực kỳ nhiều. Để cho anh em xem một cái của meta của cái ABX này. Ví dụ như ngày hôm nay là Blast Super Villain, như mình dùng rồi, còn khỏe nhất đó chính là Moonstone và Mephisto. Mephisto khỏe hơn. Mephisto là Native Tier 3 và anh em phải có cả CTP of Rage nó mới khủng nhất được. Còn mình giữ từng Judgment đó, lại không ngon bằng thì xuống CTP of Rage. Sau đó, nó criteria này thì tùy, nhưng mà như mình thường thường á, mình thì phải dùng Odin, CTP of Rage. Hay là nhiều người sẽ dùng, không biết mình không chơi, không biết Loki chẳng hạn dùng CTP of Rage này. Hay là No CTP of Rage. Đó, xong rồi sẽ ngay này, Superhero v Super Universal thì lại là Odin tiếp, đúng không? Native Tier 2 phải có uniform, phải có CTP. Combat Superhero này thì có ai? Mình không chơi, mình không biết nữa. Bỏ qua tạm đi. Có ai nhỉ? À, hình như là có Valkyrie với cả ấy à? X-23 à? Không biết nữa. Blast Mail này thì có ai? Lại có Mephisto tiếp này. Đó là hết rồi. Đó, Universal Super Villain thì có No. Toàn thằng đắt thôi. Speed Superhero thì có Rogue phải có CTP không? Chắc là Judgment nhỉ? Hoặc là Luna Snow cũng thế, đắt. Xong phải dùng cả cái con White Fox nữa. White Fox lại còn phải có uniform mới nhất nữa. Combat Super Villain thì có mới có Cool Obsidian này. Và thằng gì nhỉ? Apocalypse ở đây. Thằng Apocalypse này nữa là cũng lại phải có uniform, lại phải các thứ rất là đắt. Đó, anh em biết nhìn thấy rồi. Tức là cái này phải đầu tư vào ấy rất là nhiều, trong khi quà thì như kit chảy ra sao lại đầu tư vào cái này làm gì cả. Thứ hai nữa ấy, là khi mà được điểm cao ấy, ngoài cái quà của mình ra ấy, chả đem gì cả, ngoài danh nâng cái hạng này lên một chút. Mà hạng này ấy, mình thích chả đem gì cả. Mình đứng thứ hai của team mình này chẳng hạn, xong rồi mình đứng thứ 11 trên 39 của thế giới chẳng hạn. Nhưng mà có quà này, xem nào, nhìn quà đâu nhỉ? Đây này, quà này đứng top 1% này, được có 200.000 vàng, 75 cái XP. Xong rồi đứng top 10 được có 250.000, top 3 được 750.000, top 1 đứng có 1.250.000. Xong rồi weekly, tức là hàng tuần đó, mà đứng đầu tiên, ví dụ như thằng chắc thằng này chẳng hạn, đứng đầu tiên là được 10 triệu, 20 triệu, 200 triệu điểm này, thì nó được 500.000 crystals. Mà cả thế giới chỉ có một thằng thôi, cho nên là mình cứ chơi đến cả đời chả giờ mình mơ đến cái mức đấy. Cho nên là mình thấy là cái mod này á rất là xì đa. Đó, thì đương nhiên là ai chơi thì tùy do, mình cũng không có đánh giá nhiều, tại vì nhiều người mình muốn điểm cao, so điểm lên các thứ, mình cũng không quan tâm cái đấy. Đó, đấy là cái đầu tiên mình không thích. Cái thứ hai mình không thích đó chính là cái squad battle này. Cái này auto, tất cả những cái 1, 2, 3, 4, 5 cửa này mình chơi auto hết luôn. Miễn là mình được khoảng 300.000 điểm, 800.000 điểm là được, mình chỉ cần cái Awakening Crystal ấy thôi. Đó, không cần gì cao hết. Chỉ có đúng một cái trận này là mình đánh tay để mà mình đứng top 80 để giữ cái hạng này là xong, mình chẳng cần gì hết. Cái quà này, quà của cái này thì không có tệ lắm, tại vì mình được hàng ngày được 19 cái này cộng với cả quà hàng tháng, hàng tuần các thứ thì cũng khá là ổn.
Nhưng mà cái việc mà nó chơi hàng ngày, ngày tuần nào ấy cũng lặp đi lặp lại đúng cái những cái điều kiện này y xì nhau này, cực kỳ là chán luôn. Tuần nào mình cũng dùng y xì team Rogue như này, tuần nào mình cũng dùng team Sentry như này, tuần nào mình cũng dùng team con Morgan Le Fay này, ai có đắt tiền hơn thì mua cả thằng Molecule Man với cả gì đấy. Nói chung là rất là chán, mình thì mình không thích chơi cái này. Nhưng mà bắt buộc phải chơi tại vì mình cần phải có đồ để dùng, cho nên là đành chịu. Đấy, mình không thích cái này là em nếu mà nghe mà hiểu thì cũng chắc cũng thông cảm với mình đúng không? Cái cuối cùng này thì mình không phải mình không thích mà mình thực ra mình khá thích chơi. Mình thích chơi Timeline Battle, nhưng mà mình biết là nhiều người sẽ không thích tại vì khi mà đi vào trong bọn top á, thằng nào nó cũng dùng Sentry cả Silver Surfer, Molecule Man các thứ ấy, mà ai không có Sentry để đánh lại á, sẽ rất là cực, sẽ nhục và cực cả cục cục xúc gọi là khó. Cho nên mình hiểu, mình thì có những con Sentry cho nên mình rất thích chơi, mình chơi vui, mình đánh lại bọn Sentry khủng mình rất là vui. Nhưng mà nhìn biết là nhiều người sẽ không thích cái này đúng không? Đó thì mình nói qua chỉ có hai game mode chính, đó là Timeline Alliance Battle và Squad Battle là mình không thích thôi. Còn lại tất cả những nội dung khác của game, ví dụ kể cả từ co-op hay là Epic Quest hay là Dispatch Mission các thứ, mình đều rất là thích tại vì quà nó hợp lý với cả cái lượng mà mình bỏ ra. Thứ hai nữa là mình chơi nó cạnh tranh, nó vui. Cái này thì cái này cạnh tranh ấy, nhưng mà cạnh tranh chả để làm gì cả, điểm khoe xong là hết. Mình có được 10 triệu điểm ngày hôm nay xong rồi, mình cũng không bao giờ mình với được cái tới những cái mức cao vùng trên này, cho nên là bỏ đi đúng không? Đó, anh em thấy ý kiến như nào, anh em ghét cái game mode nào trong cái game này thì có thể comment cho mình biết. Hãy chơi game, bye bye.